6. I can see it now. They should be pushing back here in a few minutes. So please stay seated with your belts fastened. So just as soon as that gate opens up, we can get up there and get all of you underway today. Hôm nay hạt đậu bị thương cả nhà nha. Một công trình kiến trúc biểu tượng hạt đậu làm bằng oxidat nặng tới 110 tấn. Gần đây bị những người chơi ác đã dùng sơn xịt chữ lên cái hạt đậu và làm mất đi cái sự phản chiếu. Đó là vẻ đẹp độc đáo của biểu tượng tại Chicago đó các bạn. Bây giờ mình đi coi một chút xíu thành phố về đêm, nhưng mà phải coi có chuột hay không. Tại vì thành phố Chicago nổi tiếng là chuột nhiều nhất ở nước Mỹ. Chuột ở đây nghe nói rất lớn, có thể lên tới 9 inch rưỡi dài và có thể sống từ 2 tới 3 năm đó cả nhà. Tối nay mình ra thì hơi trễ nên chuột trốn hết rồi, còn có một con thôi. Vậy chứ cũng có khán giả đi coi chuột đó nha cả nhà. Chicago Rat.
con chuột đang đi kiếm ăn đây mọi người ơi, con chuột ú quá trời luôn. Đánh một vòng cả nhà nha. Đây là đài truyền hình của ABC. Họ đang quay chương trình. Đây là cơ hội để mình coi đài truyền hình ở Mỹ họ quay chương trình như thế nào. Máy móc, dụng cụ cũng rất là đầy đủ. Và không gian cũng rất là thoáng. Ở đây người ta đứng coi rất là đông đó các bạn. Cái dàn ánh sáng, dàn đèn ở trên trần nhà kìa. Thấy ngộp luôn phải không mọi người? Đây là đài truyền hình của ABC News. Họ quay ở dưới này cho mình nhìn thấy luôn đó cả nhà. Nếu thấy video hay, hãy nhấn nút like, share cho các bạn bè hoặc subscribe nếu là bạn mới. Kathy xin chân thành cảm ơn các bạn đã xem kênh Cuộc sống nhà sàn ở Mỹ.